Facebook bắt đầu cung cấp tin tức với tốc độ nhanh gấp 10 lần tin từ New York. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, Facebook công bố tính năng Instant Articles được áp dụng để tải các thông tin và nội dung từ nhiều hãng tin lớn như New York Times, BuzzFeed, National Geographic, NBC, Atlantic, Guardian, BBC News, Spiegel và Bild. Những nội dung xuất hiện trên trang web của các hãng tin và đơn vị cung cấp nội dung nói trên cũng sẽ xuất hiện trên Facebook. Facebook tin rằng nội dung được Facebook lấy lại và đăng tải sẽ giúp cho việc tải về và đọc nhanh hơn. Instant Articles cho phép tải xuống với tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ hiện tại. Ngoài ra, Facebook cũng cung cấp tính năng cho phép người đọc tương tác với nội dung theo nhiều hình thức, phóng to, xoay ngang, tự động chạy video và audio, cũng như like và bình luận các nội dung được Facebook lựa chọn. Facebook tuyên bố người sử dụng Facebook được hưởng lợi nhiều nhất từ Instant Articles. Đồng thời, các hãng tin có thể bán hàng và quảng cáo trong các bản tin được phép giữ tất cả doanh thu hoặc cho phép Facebook quảng cáo chung quanh bản tin. Tuy nhiên, nhiều hãng tin lo ngại điều này sẽ khiến cho người truy cập Facebook sẽ không quay trở ra để vào trang tin của họ nữa. Facebook trấn an rằng họ sẽ cho phép các hãng tin theo dõi dữ liệu về lượng người truy cập qua Comscore và qua những công cụ phân tích khác.